Vô mình bán nước rồi, cho nên là tạo qua đoạn thứ hai. Chúng ta thiếu hiểu biết quá nhiều về những quy trình tâm cảm nhận chẳng thông qua sáu môn. Người dư để thấy đây. Thưa à, mà cái câu này đúng nè, đúng chữ đầu đúng hết luôn, cho tới cái chữ hát cuối này hay. Xăm câu này lên nè, bỏ chữ thấy ra thôi. Chúng ta thiếu hiểu biết quá nhiều, chứ không phải là thiếu một cách đâu, mà muốn nói một cách chính xác là không có hiểu biết gì, không có hiểu biết gì nữa. Chứ không phải chỉ là thiếu không, không có hiểu biết gì luôn. Cho nên chúng ta mới bị lệ thuộc vào tinh thần cảnh. Tất cả những cái mà chúng ta đang bị, ví dụ như cái sự ưa thích hoặc sự không ưa thích, sự vừa lòng hoặc không vừa lòng, là do đâu bởi đâu? Là do bởi đâu? Chúng ta ưa thích hoặc không ưa thích, hài lòng hoặc không hài lòng, là do bởi đâu? Đảo qua nói này, sáng nay gặp lại, mà mới nói trong sáng nay gặp lại nữa, thù thắng vậy đó. Giờ mới đầu mình bị tầm như thế nào. Ví dụ nha, về ngôi sao, một ngôi sao đẹp đi đó, đụng vô cái gì từ qua cơ quan này đó, chứ cho tôi sao nó phát động cơ quan được không? Cái cơ quan này mới biết biết ở dưới này á, là do bởi tập truyền thông tin lại tập, hiểu không? Ngay tâm này nè, nó có vui buồn hờn giận quán trách gì đó là tâm này hết, cái tâm này biết. Cái tâm nó biết cái gì? Đây, cái quá trình này rất là quan trọng luôn. Chúng ta vô tâm. Tâm nó là những gì? Đổi mèo ha. Cái tính sư phạm như đứa trẻ nào mà nó không có khả năng chú ý đó, dặn chú ý đó, thì nó có thể tập trung được.
cái tâm nè, cái tâm nè, để chiếu nó biết ngồi sao, tâm nó biết ngồi sao. À, cái gì đó, cái tâm này nó biết cơ quan không? Biết không? Tại lập biết không con? Không còn biết không? Không biết không có mắt không? Không biết không thấy không? Biết luôn ha, vậy mình cọc thiệt ha. Vậy không giống vậy đó. Chứ nhiều khi tôi tự ghi gì không tâm chịu. Thầy biết. Ờ, vậy cái tâm nó biết. Cái tâm nó biết. Ví dụ một ánh sáng chói vô con mắt mình biết không? Biết tất cả các cường độ nhận thức của cơ quan là tâm biết. Tâm biết hết rồi. Vậy thì hỏi quý vị á, cái khổ cái vui á, nó nằm ở nơi sao, nằm ở cơ quan hay nằm ở cái đầu? Nằm ở cái tâm. Vậy thì cái khổ này, cái vui nè, quý vị mới thấy đó là chúng ta biết rất ít về tâm, cho nên chúng ta khổ vui theo trần cảnh. Người đời lấy khổ vui bằng cái như sao? Đúng rồi, thầy là biết thương cái gì nó không lắc, biết thương còn cái gì nó không lắc. Đúng rồi, cái gì thầy thích thì nó lắc vậy đó con. Có thầy nói sao cái gì thầy? Trần cảnh đây người đời người đời ngu dốt lấy cái ngôi sao đó mà khổ mà vui hả? Trời ơi, du học rồi đó mà vui lại nhìn bao nhiêu đời như thế nó điên đó, nó khùng khùng bả lơn bả trợn hết nha. Trời lạnh nó cũng buồn nữa, mà rồi trời nóng nó cũng buồn nữa, mà cái trời lạnh cái đó mình có đâu có lạnh gì được đâu, mắc gì buồn chuyện đó. Đó là buồn vui thì chẳng cảnh là buồn vui gì ngôi sao. Ồ, chợ ngôi sao nó năm cánh thì là bực bội à, vui gì thấy vui gì vậy đó. Mà vui mà nhìn lại cái trong đời của chúng á mỉm cười liền nữa thì chúng ta đi đạt được rồi đó, hiểu gì rồi, hiểu bản chất của thế sự, hiểu đặc tính của người đời là từ mê ám chướng, từ mê ám chướng nhiều cái u mê ám chướng mà nhiều khi đó mình không có cái sự để ý đó là mình rất vô đời vậy đó. Chỉ có lúc mình học gì nè cái mình rời khỏi đời thôi, dễ với đời thôi chịu đựng cái luôn cho cái tâm nữa hay đừng có dễ với đời ơi. Dễ quá kẹt cho nên bước ra liền à, ở sâu khó như cái kia mất hiệu người ta, sầu khổ thì chết hơn người ta, ngu à ngu bạc cũng chạy rồi nữa, mất đi sự an vui của mình, người ta đây cũng vô nữa, nó giống bệnh hơn nữa. Hình đó đâu có dễ được. Chỉ là cơ quan á, cơ quan làm nhiệm vụ gì phụ cảm. Đúng rồi đó con. Làm nhiệm vụ phụ cảm. Muốn nói cái gì ở chưa nói chúng ta không có rất hài lòng mọi thứ là do bởi tâm. Mà cái câu đó là do bởi trên á, chúng ta thiếu hiểu biết quá nhiều quy trình tâm nhận cảnh thông qua 6 môn. Đây là một cái thôi, đây là nhãn môn thôi. Đây là quy trình tâm nhãn môn. Nếu như mà mình biết được cái quy trình như vậy mình đâu có gì muốn đâu, buồn vui đâu, khổ đâu. Nhưng mà con là u mê lắm, không biết. Học đâu biết. Vì không học, không biết cho nên cuốn vào ngôi sao, thấy ngôi sao nằm cánh một bội. Rồi thấy nằm cánh là cái gì á, lê lét một cánh đó, cái một bội. Một bội không? Đó, vậy là bị cuốn rồi á.
đúng ta gì là cổ dừng lại. Vậy thì khi mà khổ là tâm gì? Khổ đồng nghĩa với tâm gì? Tâm gì? Khổ đồng nghĩa với gì? Bất thiện. Vui đồng nghĩa với tâm. Giả bộ nè. Này như vui chấm trắng nha. Không phải vui quá đâu nha. Vui ham hố nè. Khổ vui này ra tức là an vui á, là bình yên á, phải không? Là thiện lành đó. Giả bộ vậy. Rất tầm bờ. Chứ đó cái ngưỡng đi học những cái đồ này không á, không hiểu tội nào. Cái tự diễn giải rồi. Thật chết. Như vậy. Cái này cũng nói rồi nè, mà khổ vậy thôi. Khi á mà bất thiện tâm khởi lên khổ đau nhìn thấy ngôi sao đó là tâm quả tâm tố hay tập thiện bất thiện tâm quả tâm tố tâm thiện tâm thiện người đời cũng như thấy ngôi sao. Nam tôi hỏi khi nhìn thấy ngôi sao mà khởi tâm trạng khổ hay tâm trạng vui à, đó là cho ta khởi tâm quả tâm tố hay tâm thiện tâm thiện. Hỏi rồi cái này hỏi rồi à, cái này cần dễ tới rồi à, đã quên nên nhắc lại quên thì cũng đã rồi mới nói người vui này biết thì cứ nói như vậy là cái biết thế nào đâu, cái người nào mà quên bài đó là gì mà nào không nên cũng hỏi lại chim tông mà thấy tao láo quá. Quý vị ơi, con là ngoài cái khổ duyên còn cái khổ tâm quý vị vẽ mặt này bây giờ. Cái này là tâm quả bất thiện, này là tâm quả thiện. Trời ơi, con mắt nhìn mà con mắt nhìn mà tâm thiện cái gì? Đó là tâm quả, được chưa? Tâm quả bất thiện, tâm quả thiện rồi, bắt đầu từ đây nè, bắt đầu tôi mới giải tiếp trong một cái đoạn chỗ khác là cái tâm quả bất thiện này nó dễ dàng nó câu sanh nguyên một cái lộ ra quá na là bất thiện. Rồi tôi chỉ cái cách chuyển lộ ra quá na bất thiện từ tâm quả bất thiện này chuyển thành tâm thiện, nói rồi luôn giảng rồi. Rồi ở dưới này cũng tương tự như vậy. Tự mò mò lại coi có phải không? Bên lộ tâm đúng không? Đúng rồi. Đó, đây áp dụng dụng này kiến thức đó cũng nắm, vừa nắm rất vững nè. Đang một tự nhiên suy chuyển. Đi học thì nó cứ đầy tập hết trơn, đầy đất tốt hết trơn, cái đó sau này mình đắt nước bạn á, bỏ mình rồi. Cái thiệt thế vậy nó xài vậy chứ. Rồi cho mình gặp ra thực tế là sao? Thực phẩm cũng giảng đùng, tôi tưởng là đọc lên vô lên. Nằm lộn rồi, cái đó chó, cái đó thật thiết. Nó có thật thiết nhất, thật thiết, mình nói là. Còn mà bên bình trong anh này, là bên đó là lợn nó có, lợn mất dẫn mấy anh em ra đây anh duyên rồi, rồi lợn nó học rồi chứ. Lợn nó biết là lợn trả lợn cao. Nó có hết hả? Mà cái đó là do thiếu hiểu biết. Rồi quý vị nó thấy chị nói ra đó. Quý vị thấy này, tự thiếu hiểu biết á, nó phải được hiểu là u mê ám chướng luôn, ngu ngột. Nó phải được hiểu vậy đó. Chứ không phải chỉ là thiếu hiểu biết theo cách hiểu rất đời thường. Mình là thiếu hiểu biết đâu, không phải. Rồi chính vì sự u mê ám chướng như vậy, ngu ngột như nó trên nó khổ. Nó cứ ra là tự nó cắn đó. Giống như con rắn đó. Con rắn mà cái gì mà quăng cho nó một cái cây dao đó là nó quấn vô cây dao đó mà hỏi đứt mình liền. Nhưng như vậy đó, giống như con thiêu thân vậy đó, thấy lửa là nhào vô sẽ bất khả chết vậy đó. Cây gian của mình như vậy. Tôi học rồi đó, tôi bị suy xét không sao rồi cái gì hết. Còn có người mà nó ngu, mà nó ngu bà chỉ chạy vô nghe. Ủa gì nhìn lại trong đời cả nghe mình nữa là mình siêu ngu rồi, mà trong đời không có từ ngu nào diễn tả được chứ á.
nó dữ lắm. Nhìn thấy tất cả điều đó, thấy sự thật như vậy đó. Cái gì có chánh kiến, cái gì có niềm tin đúng đắn và thiện thật, em cứ nhìn thấy được. Còn những người xung quanh quý vị đau khổ nha, miệng la ới 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 gì đó mà chưa được gì đó. Rồi cái đại chúng 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 đã hiểu trong ngày xưa, trong một phút sau thôi nó phải được hiểu như vậy á. Cái tự thấy cuối cùng như đó bị dư á, ngày sau này thấy mình sao mình thấy lại lại thấy nó cực kỳ mắt à, ngày hiểu không được bóp được nha. Quý vị phải thường xuyên suy nghĩ sâu xa, suy xét trước sau hết á, thì quý vị sẽ có những cái hiểu biết đặc biệt đó, và những cái niềm vui và những cái con đường mà quý vị hiểu là tại sao mình phải chọn cái con đường như vậy, chứ không phải là thông miệng mình chọn. Quý vị thật sự thấy là phải như vậy, không như vậy không có còn có cách nào khác yên vui hơn gì hết á, chọn nè. Thế còn mà quý vị mà không có suy xét sâu xa rồi đi không đẹp không hẹn là gió tới nó giật cái chân đây. Đây là khổ vui của trần thế và của người biết cái thực hành mà nhìn thấy quy trình. Chúng ta có nhận ra của hồi nãy nghe đồ mà cái thực tỉnh có đồng ứng không? Chúng được coi những người quên coi bây giờ không thấy vô không có thiệt không chứ nói mà online đâu có thể là thức online đâu có thể là thức đã rồi. Mọi người về lên câu cái online cái tiếp được những việc mà hại đã nói mọi người về ồ cái thế này giờ mà không có người đâu cũng giận cái nói mà biết cái này thì chị gắng đi đọc nghe nghĩa là đâu có đi nổi đâu chị cố gắng chân thật chân hơn bé chị bé được, cái não, cái bé thích não. Rồi tiếp cái đoạn này, chúng ta có nhận ra vào lúc này đang xuất hiện thấy nghe chi tiêu không? Chúng ta có nhận ra cái này biết lộ đó, biết lộ là tâm biết gì cái sự biết của mình đó. Hay chỉ là những kinh nghiệm đó đang xuất hiện một lúc. Thật ra ta chỉ có thể cảm nhận được lần lượt từng cảnh một qua các môn học mà thôi. Cho nên đó là quý vị lý do tại sao mà quý vị mà đi xem hát á là tán loạn dữ lắm. Bởi vì tất cả các môn á đều những hình thức đó. Còn mà đi xem hát đi nghe hát thì mệt lắm. Vì mệt nát thở luôn nha, có mà được không? Liên tục đổi lộ đó. Mệt lắm, nó gì hồn xìm đó. Cái người mà dài vô chổng nó quất hơi một chết luôn. Chết luôn. Bắt không kịp đó, máu lên kịp chết luôn. Gì đó. Mày chết trẻ thì còn bộ máy còn chịu xịn luôn, sống nổi với già là chết luôn. Thầy nhôn thế á, đang nhìn ha, đang nhìn cái nhạc cái bùm 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 nghe cái nhạc, nghe cái bùm bùm nhìn cái nhạc, nghe cái quay trở lại nhìn cái nhạc, nhìn cái đó, nhắm mắt lại khỏi mình biết thôi đi, câu nhận như vậy. Cho nên là quý vị thấy là những cái loại nhạc mà gọi là xịn đó, những cái loại nhạc là được đánh giá hàng lâm bát học này kia nọ đó, cái gì thấy còn là thiên âm này. Cái sự hàn lâm là thiên thần, chứ không phải là cái sự hàn lâm trong biểu diễn như mấy. Ví dụ như nhạc của Beethoven, ví dụ hay nghe đọc hòa âm nhau dữ vậy không, nghe hát đâu nội giờ vừa tiếng đàn đàn thôi mà phải vừa thì tiếng hát cho nó trộn nhau lắm, tán loạn hết, nó tán loạn. Cho nên quý vị để ý á, quý vị sẽ thấy khi mình nghe những cái bài này rất là sâu đậm bơ vượt mọi lắm.
nghe phái phái vậy đó chứ ban đầu hay là hầu chứ nó mệt người ta đi bắt liên tục nó mệt rồi mình đi giảm xuống nghe lại những cái nhạc mà nó nhẹ nhàng hơn nó đỡ hơn đỡ cái đó hơn cái để xem xíu rồi cái từ từ cũng nghe nhạc không lời nó thích nhất nghe nhạc không lời nó khỏe hết chứ nghe sao còn cái từ từ ra cũng bỏ luôn nhạc không lời cái gì nghe cái gì luôn cái gì hả rồi đúng ấy ta đang nói ông chù là nhà hứa ông chù khác nghe gì có vợ gì nghe không giờ đi ngồi nhé rồi không biết thưởng thức cuộc sống gì trên này ủa gì có nghe sóng biển à ồ nhạc thiền tôi chứ rồi nó không phải nhạc thiền nó không phải nhạc nó là có thanh âm đã nghe âm trong cuộc sống rồi cái gì nghe tiếng gió tiếng lá cây nhiều lắm nghe đi trời ơi nghe nó rất rất là bình dị đời thường rồi nó sao á nó sao có gì phải sử dụng đã lắm đó là nó đơn giản cũng được nó trở về với cái cuộc sống gần gũi chứ phải làm sự xô bồ cái trượng thanh rối loạn cả người nó buông mắt vậy đó đó là cái đó là cái gì thì thử nó là giảm vậy đó à nước chảy á hả con được nghe tiếng người yêu thì thầm cũng được nữa đó nghe nhịp tim mật tỷ vậy ta mật tỷ vậy ta thuốc ai vậy mật tỷ gì lắng giọng à cỡ này nói vậy thứ gì thôi khi ta nghe thì chỉ có âm thanh được cảm nghiệm qua cái lỗ tai chúng ta. Và khi chúng ta liên tưởng đến ý nghĩa của các từ được phát ra, chúng ta không nghe các từ đó nhưng liên tưởng đến những cái niệm mà thôi. Hiểu không? Cái này đó là bị qua lộ không á? Lộ không mà lộ lắm chứ. Mình không có hiểu nhưng mà mình nghe vừa cái tiếng hát của nó nè vừa cái tiếng đờn nè có lúc đờn này lúc đờn kia đồ ngọ mình nghe lại âm nghĩa lắm rồi có lúc mà nó có âm chữ này có lúc có âm chữ kia nó mỗi cái bắt chữ ba cái bắt chữ như vậy khi mà mình ở đây cái này quý vị mới thấy là cái lộ chế định nè cái lộ mà để mà mình thấu hiểu được những cái vấn đề mà ở trong cái đời của mình nè chứ không phải mình nghe như là nghe. Không phải nghe như vậy nè. Nghe như là nghe. Nghe như là nghe là nghe không hiểu nè. Phải không? Nghe như là nghe không hiểu thôi. Nghe như là nghe là nghe không hiểu hả? Chứ là nói chưa hiểu. À, cái quá trình mà nó chuyển đổi nó gì phải biết cái quá trình mà cái não chúng ta chuyển đổi nó hay lắm nó chuyển đổi từ cái thanh âm á hay là con mắt cũng vậy mà thường á là cái thanh âm là chính cho nên mới có là tinh văn khác á nghe giác ngộ chứ đâu có nhìn giác ngộ đâu thinh văn giác chứ không có nhãn giác nha có thanh âm này nó phải khi mà một cái âm thanh khi một cái âm thanh nó đến tai tôi là người tai thì chỗ này chúng ta thực tập hoạt động luyện tập thì cái tâm nó sao nó biết này tâm nó biết tác động một cơ quan nó biết cái nhận thành lúc này thì quá trình chuyển đổi nó tự dạng
người cái vô quan tâm mới biết trọng tâm. Ừ, đúng rồi. Cái tâm này nó mới biết. Chứ không có cơ quan mà tâm nó sẽ không biết vậy. Đúng rồi. Tình yêu gì nữa. Cái tâm nó sẽ xảy ra cái gì nó trong quá trình chuyển đổi. Quá trình chuyển đổi như kiểu cái tay đó, các cái tín hiệu. Tín hiệu âm thanh. Nó sẽ được mở hóa. Nó sẽ mở hóa. Đây, tín hiệu thành đổi qua thành tín hiệu mới. Tín hiệu nhận thức. Cái tín hiệu nhận thức này nó truyền dẫn. Truyền. Mới truyền đi. Truyền đi đến đâu? Đến các cái tâm chuyên chắc. Cái tâm chuyên chắc này nó mới làm nhiệm vụ gì? Biết. Cái quá trình đó, nhà tưởng rất là nhiều. Cái tưởng mà này. Tại sao quý vị nghe tiếng Anh quý vị biết? Cái tưởng cái gì nó mạnh. Mấy cái người mà tưởng yếu á, học tiếng Anh, học tiếng nước ngoài dễ ẹt. Cái tưởng có chút xíu mà dữ liệu đâu có nhiêu đó. Dữ liệu không có nhiêu chứ, học ngoài cái này trời bả mấy hết. Bà Tăng. Bà Tăng Vlog. Rồi đó, cái việc quý vị biết. Biết xong rồi, đây quý vị mới thấy khi nó chết này nè. Cái này nó chết. Biết xong rồi, chuyển ra cái gì suy tưởng. Nó cái biết này nó đã sai. Suy tưởng, sai dữ nữa. Sai dữ nữa. À, vậy đó. Vậy thì ngay chỗ cái biết. À, thứ nhất ạ. Nó đã bị sai một lần. À, sai lần một. À, xong tới đây. Hai lần hai. Rồi bắt đầu từ đây nè, bắt đầu nó mới trả ra ngoài. Trả ra ngoài. Trả ra ngoài là ra ngoài đâu? Vậy thì sau khi suy tưởng rồi nó sẽ ra tiếp đâu? Nó ra tiếp đâu? Nó ra đâu? Nó hết tiếng ra đâu? Ra đâu? À, cái này là sai lần một nè. Sau khi mở sai lần hai rồi nó mới đi ra tiếp. Đi ra đâu? Ra khẩu và thấm. Ra khẩu, ra thấm. Khẩu biểu thông chi và thấm biểu hành đi. Cái quá trình ở trong cái ô đó, cái trung tâm nó diễn biến á. Được không? Rồi như vậy cái này sửa. Cái quá trình bậc thánh thì người ta không có bị rớt vô đây là do bởi đâu? Là do bởi người ta đi một con đường khác. Như bởi người ta đi một con đường khác. Do bậc thánh là đi bậc thánh này. Bậc thánh đi màu xanh lá đi. Rồi cái tâm chi cách chỗ này nè. Đi ra đường mới. Đi qua đây nó cũng biết. Nhưng mà biết chỉ là biết rồi. Biết mẹ đây là sạch tí. Chứ không phải là sạch nhé. Biết bằng sạch tí, không phải biết bằng sạch nhé. Khác như quá siêu thôi. Rồi đó gì là thắng rồi đó.
dễ à, thắng lắm. Một tí hay ba tập tí thì là thắng. Cái gì thôi đơn giản, ngồi làm cửa đây làm được. Cái thực hành đủ cái năng lực của nó gì đó, giọt nước mới chạy đi được. Còn giờ đó là ngọt giọt nước mới được dưới đáy ly vậy, lâu lắm. Một giọt nước nhỏ xuống là như một núi đã được lau sạch. Sao giờ vợ cái chúng tôi hiểu biết nó thế thôi. Vì chỉ cái gì thôi, cái chuyện mạo quá, nghe một thanh âm mà hiểu được, biết được nó gì đó. Chứ đó do sao quý vị nghe không nghe, nó nói ào ào có biết gì đó. Tại vì quý vị hả, tưởng cũng không có, xa tí cũng không có. Không có tín hiệu rồi được nhận chứ. Đâu quá trình kia đâu biết gì đó, đâu biết được, đâu có thể ra tới cái biết gì. Nhớ những tiếng là cái gì gì đây vừa ở giữa đây cho nó đủ. Tôi sẽ hội vàng cho nên nó không có đệ chị viết lại tự giữa đây đi được thì được rồi như thế này. Như chị là nghe mình đâu làm được đâu, nghe như nghĩa nghe mình ta tí á. Nghe như là nghe mà nghe không hiểu là đâu có tới cái chị biết đâu. Là nó nghe đi tìm là nó nói chuyện đi nó không có phản hồi được, là tại vì không hiểu gì hết. Cũng mình có nghe nhưng mình không hiểu những gì mình là nghe. Chứ không có, đâu có nghe như là nghe, cái kia là nghe như là không biết. Nghe mà không biết, nó có gì nghe như là nghe. Nghe như là nghe mà nghe không dính mắt. Còn mà nghe cái kia là nghe mà không biết. Cái nó khác nhau. Chứ đừng phải lúc đó cái ông đó chạy đợi hỏi Đức Phật, cái Đức Phật thì chuyển đổi ngôn ngữ đâu, chuyển sang nói tiếng Anh nhỏ ông không biết. Mà ông hiểu mà, ông hiểu lời Đức Phật nói là sao mà. Thế vậy là vẫn có cái biết gì nhé. Ví dụ đó người ta chửi vô mặt vô, vô biết ta chửi vô mặt vô không? Biết, vô biết mà vô không có đi theo cái con đường của sai lầm một. Tức là vua không có khởi lên tựa rồi sân hận bực bội quán trách thù hằn gì đó các kiểu, nó không đi theo lỗ đó, quẹo qua bên đi vào lỗ của ta tí, ghi nhận tất cả những cái điều đó, những cái tâm rỗng lặng trong sáng, không có sự phiền não bực giận gì cả, là nghe là nghe đó là nghĩa của nghe. Cái tạp từ chút vậy đó. Mỗi ai chuyển mình chạy có phải chạy mà biết rõ thằng này biết rõ là ở trong đó đứng đầu sai đó, không có dính mắt gì trong cái lời chửi đó mà tôi nghe bị bực bội ha. Cũng giống như chuyện mà người ta nói về một người nào đó, ở người nào đó gì đó mang tên nhân. Người ta nói thì cũng như người đó mang tinh nhân thì đó là không có mình biết được này này cái này đúng đây này đây này sai sai là gì mà. Biết thì nó không có dính mắt với cái lời chửi, thì lúc này mình mới có đủ cái sự an vui để mình sửa, mình làm tốt đó. Bậc thánh vẫn phải thực hành những điều tốt đẹp bình thường nhé. Bậc thánh vẫn đi nghe pháp bình thường nhé, học hỏi được những thực hành bình thường nhé, tốt là cái tâm tắc mới dính gì nữa. Ba cái âm thanh cơ quan tâm đó, nó gọi ba người đó thử là căn trần thức. Căn là cơ quan, trần là âm thanh, thức bộ ba căn trần thức.
sao tưởng ra vui buồn ở đúng rồi có mình cho rằng nói cái gì là tốt, mình cho rằng nói cái gì là không tốt, cứ cho rằng nó ở đâu mà ra tự tưởng mà ra. Mình được nhồi sọ từ nhỏ tâm đúng một kinh nghiệm những kinh nghiệm, những kiến thức, những cái tri thức, những cái hiểu biết mà mình được nhồi sọ vô á, rồi mình lấy cái đó để mình lọc mọi thứ không à. Mà cái đó mà người ta đưa cho mình nó cái tưởng cái gớm rồi đó, cho mình dùng cái thấy gớm đó đó cho mình nhận thấy vấn đề là chết ngát luôn đấy, hiểu biết rất rõ. Cho nên nó là mình bị cái buồn cái dưới. Ví dụ mình được quân tập ở trong một cái xã hội tự do thì lúc này tất cả những cái thông tin đó, khi mà mình lắng nghe người ta nói đó, mình biết à người ta có quyền người ta nói, mình không có khởi lên sự bực bội sân hận trước cái lời nói của người ta khác với mình. Do đâu quý vị được có quân tập cái tưởng của một cái xã hội tự do thì quý vị đã buồn giận khổ đau. Bằng ngược lại, cái tưởng mà quý vị được quân tập trong mỗi xã hội tập quyền, xã hội mà nó độc tài thì vậy quý vị luôn luôn muốn là bắt người ta phải theo mình. Có gì nghe một ý kiến trái chiều không giống ý mình, trở nên sân hận bực dọc muốn thiêu bụi lại. Là do cái tưởng cái gì được giận từ nhỏ, được quên tập từ nhỏ, nó khổ đau từ đó mà đó. Cho nên nó là cái chuột xiềng nó rất là ít lợi cho cái con đường tu tiến của con người. Mà những việc mà nó đòi bại hay là đòi thầy là sao tiến hay là tưởng không sao tiến đâu hơn nhận được đâu cũng là tưởng mà nó tương tự với tưởng, tức là sa tí á thì nó vẫn sử dụng cái tư liệu của tưởng, nó vẫn sử dụng cái tư liệu của tưởng đặng cho nó hợp ở đời. Khi mà qua cái sa tí là nó qua cái hai rồi, hiệp thế và siêu thế, tức là nó biết được ở trong hiệp thế điều đó như thế nào, vậy nó biết được trong siêu thế cái điều đó nên như thế nào. Cho nên nó không có còn buồn giận quán trách sầu bi khổ não của thằng cái thường như thôi dễ trên này. Ai vậy biết à, nó biết thậm chí luôn. Ví dụ hay tôi nói ví dụ như quý vị mà nhìn mấy đứa nít á mà nó gian dối gì vậy, cái gì biết không, nhìn hành vi nó biết liền à, nhìn lời nói nó biết liền à, mà nó như thể là nó nghĩ là mình không có biết vậy đó. Cái gì vậy, nó gì buồn cười đó, cái gì nhìn nó buồn cười y hệt như bậc thánh mình vậy. Nên cái người mà người ta được người lớn mà cái người thành thục cái điều đó đó, người ta biết hết á. Người ta biết hết, người ta trải qua gì đó rất là đơn như đại kiếp rồi đó. Nó nhìn biết hết trơn, cổ nhớ nó tạo sự, nó nói rồi biết rồi. Nó nói biết rồi, nhưng mà cái người nói đang không biết, người đó là nít mà. Đâu biết đâu. Người ta bật hết mình và sạch tí biết cho nè. Rồi cái bên kia tưởng, tưởng người ta không biết. Nó tưởng người ta biết làm gì, tưởng người ta không biết, nói gì tưởng không biết. Đúng. Vậy thì người ta biết bằng lời sa tí là người ta biết hơn cái sự biết quá nhiều, người ta biết rõ một một luôn vậy đó. Giống như một cái ánh đèn rất lớn mà sâu xuống dưới một cái ly nước để nhìn vậy, nhìn thấy rõ ràng khắp cái đường đường mình thì đó là sự biết của sa tí. Vậy cái tưởng nói theo mình trong quá trình cái tưởng luôn rồi, nhưng cái tưởng luôn rồi thì có dấu hỏi mà nó theo mình trong quá trình tu tập cho đến khi nào chết. Tới khi mình chết, mình chết cái tưởng nó mất tiêu rồi. Có vậy con nhớ là hồi trước con làm nghề gì không, ở đâu là ai không, trai gái gì SBD gì không, đâu nhớ lắm. Sau một đời vậy đó rồi cái tưởng nó mất hết rồi, chỉ có cái quá trình này nó sanh ra chủng tử nghiệp nó đi với mình thôi. Tức là chủng tử nghiệp nó sanh ra từ thời do quán na đó, cái thời gian quá na là nó sinh ra chủng tử nghiệp, nó được lưu trữ, nó lưu trữ trong cái lục tâm, thì lúc này nó diễn bài khi nó đủ điều kiện thì cái đó nó mới đi theo mình, chứ không có cái mình nào đi theo mình hết á. Cái mình này rồi cũng bỏ nè, cái thân xác này rồi cũng bỏ nè, ngay cả những cái hiểu biết cái đời này rồi cũng bỏ à, nó đúng lắm. Có cái là bao nhiêu cái sự tốt đẹp được làm nơi đời này thì nó còn, bao nhiêu sự xấu ác được làm như vậy đời này nó không, nhà cộng với chuyện mất hết. Cái bậc A La Hán còn tưởng còn thứ hai chứ có tưởng, không có mất đâu, mất tưởng là mất trí á. Đời người ta nói ra mày mất trí hay gì đó,
đó là những người mà cái tưởng họ bị reset lại á, reset máy để nó hết trơn á, cái tưởng giống như thành RAM vậy đó quý vị, hiểu không? Một cái phiên làm việc của máy tính á là một đời, xong cái hết đời là nhấn nút mình restart lại, rồi tất cả gan gan nó đâu còn dữ liệu đó đâu, nhưng ổ cứng vẫn còn, ổ cứng là sạch tí, còn mà cái thanh gan á, đó là tưởng nó sạch tạm thời vậy đó, tạm thời tại đời cái reset rồi nó hết nó tiêu, thôi vậy đó. Mà ai mà gan mạnh á, cái đời này cái tải được nhiều, bút chu cột kiến thức luôn, tải được nhiều, reset mất trời, reset cho mất trời, vậy đó phải tranh thủ là làm nhiệm vụ gì, sao luôn vụ cứng. Sao lưu vỗ cứng, người nào mà sao lưu được vỗ cứng đời sau để ra học nhanh lắm, dịu dèo giống như cái này, như là cái này là mình đã là cái kiến thức này của mình vậy đó, mình học như thế cái kiến thức đó của mình vậy đó, là tại sao mở cái file vỗ cứng lên khó sẵn ra hả, để ý phân tích suy ngẫm để đó là cái sao lưu mình mới nhớ được, chứ không hỏi lại gì cô không nhớ, hỏi gì cô không nhớ là chỉ có lố nọ qua một ngày thì reset một ngày thôi là nó mất hết trơn rồi, chưa nói gì reset một đời nữa, tức là gì cho máy mới sleep đúng rồi, cái máy mới sleep thôi mà mở lên tức là mất mẹ hết cái gam gì đâu chết chết cái máy dở thiệt chứ, hàng Trung Quốc này khác rồi kém ra người ta một đời rồi người ta reset lại mất thì còn còn chấp nhận được, mấy sáng ngủ thức dậy là mất hết rồi. Tôi thấy cái rõ có cảm giác là nó dựa trên cá tưởng, đúng rồi, nó dựa trên cá tưởng và phi tưởng, phi tưởng thế là không có dựa trên có tưởng, cái thật đó có thầy cái tưởng mình bị sai lệch thay đổi thì không được, con học lại giúp cho mình định hình ra cái tưởng nãy mới nói đó, mà nếu mà có mình giữ được xịn thì cái tưởng mình rất là xịn, cái tưởng nó là nguồn nguyên liệu rất cần thiết cho sa tí, nhưng nếu như mình học cho một mình cái việc tồi, cái tưởng nó tồi thì sa tí cái mình cũng có luôn, người có học cái đời miếng nào đâu mà sa tí, để tha tí là nó đòi hỏi tiệm cận với sự thật thực tại thực còn, mà cái này mình đâu có học toàn tào lao, học toàn tầm bậy, học toàn những gì sai trái mà tưởng tượng như đâu, mà học còn tưởng tượng không có học cái thực tế á. Cho nên nói là cái tập tí thì làm gì có, làm gì có vụ mà chứng nghiệm cũng giác gì đấy không có đâu, đừng mơ gì đó. Ví dụ mình học là con voi biết bay đó mà, nếu mình học cái mình nghĩ ồ con voi nó biết bay nghe, voi là một loài biết bay, chỉ có rồi đó, để xa tí chỗ nào, tưởng không, tưởng từ nhỏ nhưng mà mình đã được dạy là con voi biết bay, hiểu không? Thì từ to cho tới tới lớn luôn, cho tới bây giờ luôn, thì cộng đồng là con voi biết bay, rồi mình ghi nhận vậy. Thì làm gì có cái tưởng chân thắng được, làm gì có cái xa tí được, tưởng là bất thắng rồi thôi, cái xa tí được, hiểu chưa? Nó nói gì nó có phải là gì không tốt gì sai xấu gì, nó ra nó gì thành hay nó gì tốt thì mình tưởng nó cũng biến thành đi cái con đường này luôn đó. Con tưởng có được chứ, tưởng điều tốt mà cái điều gì gọi là tốt như tập pháp học tính chất pháp, nhưng mà cái vô cái tưởng cái nó làm sao những suy nghĩ gì những người nãy như nói một cách nó không có tích thực là tại vì cái điều đó nó không có thiệt, do đâu mà nó không có thiệt, tức là xét trên vấn đề bất chế định, sao gọi là chế định, nghe Phật pháp là nghe cái quần què gì, nó đâu phải chỉ có cái chuyện mà mình nói là nghe Phật pháp gì thôi đâu, tại thời điểm nhất định tới không nào đó cho tới cây một rồi đó là mình nghe thực sự cái vấn đề gì đó và cái vấn đề gì đó là thiệt, còn các cái vương nó là chế định không có thiệt. Nếu như mình đem một cái vấn đề chế định mà mình nghĩ là thái quát hóa thì xưa thái bé hết trơn mà, để nó không thái quát được vấn đề đó, không thái quát được. Ví dụ mình nghe tới đến cần người khác hoàn toàn như nghe bát thánh đạo, bát chi thánh đạo khác hoàn toàn như nghe tới đế, mà mình nấu cái chỗ mà mình nghe bác chỉ thánh thôi, mình nghe tứ đế, nghe chứ tứ chánh cần chứ còn vẫn sai luôn, sai chỗ nào người ta nói cái gì ở đó, người ta nói cái gì, tức là bài kinh mà cái gì nghe đó là kinh, cái đoạn nấu cái gì như thế nào hiểu là sao, phải đi vô cái tận cùng tận mãn như vậy đó, chứ phải nói chung chung đâu, nói chung chung không có làm được gì hết á, nói chung chung thì chết luôn à, nói chung chung là đi con đường chết á. Không có quyết định tưởng, lại tưởng biết
Tưởng là tưởng mình biết, tưởng mình biết là sinh ra ảo tưởng, suy tưởng. Tại vì nghe cái niệm không hả? Hồ này ta cũng biết ha, đạo biết ha, liệt ra bụp 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 ha, nghe thuật ngữ không ha. Họ biết vậy đó, nghe là sinh ra nó biết, nó có tưởng không hả? Toàn tưởng á, mà hỏi trong đời, chỗ đó ở chỗ nào không biết. Là nó không biết xa tí nữa. Tưởng rồi suy tưởng rồi ảo tưởng rồi quan tưởng. Biết á, vô hồ cái gì nói chứ đấy. Để đấy khổ tập diệt đạo. Nói gì về gì ai nói được. Vậy nói gì chắc thánh hết hả? Có thánh mắt đỏ. Chụp sợ nó đâu. Chứ đâu chụp khó. Hiểu không? Hiểu vấn đề không? Mà phải thấy sự thật của những sự hiển bày cái đó nơi trong đời sống của mình. À, cái này khổ nè. Thiệt là cái này khổ nè. Cái khổ là khổ ẩn tàng khổ và hiển bày khổ. Nhìn vô, cái này đang vui đúng không? Vui, cái vui ẩn tàng khổ của mình. Nhìn biết. Đó là thiệt. Chứ không phải là hiểu thuật ngữ. Được không? Cũng gì hiểu thuật ngữ thì không có biết mẹ gì chết á. Chỉ cứ ngồi giống như cái băng gì đó, nó xả ra rồi nó bập vậy thôi. Y hệt như cái laptop mở lên nghe tiếng vậy thôi á. Chỉ nó không biết gì thế. Đập bỏ đi, nó bị đập bỏ thì chôn nó đi. Đó làm gì? Không, cũng có tác dụng để chuyện cho người khác và đắc đạo. Mình nói cho người ta, người ta đắc cái nếu mình đỏ. Dùng cái gì tới. Cho nên tự bản thân mình phải suy ngẫm, suy xét để hiểu, để biết trong đời của mình ngẫm cho mình cái đó mà mới là cho mình. Còn chuyện mình ghi nhớ, mình thù, mình nói lại bực là cho người ta, không phải cho mình. Cho nên hãy nhớ cái điều đó đã nói rồi. Cái gì mà mình nói, mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm là cho người ta. Cái gì mình ngẫm mới là cho mình. Không, mình phải biết cái điều đó. Nếu mà chưa bây giờ biết được cái điều đó rồi thì cái gì khác, cái gì học, học bằng sự hiểu biết. Chứ không học bằng tưởng. Học tưởng là sao trước cho hết. Bệnh tưởng nhiều quá, tưởng nhiều quá phóng dật không hả con? Không, tưởng nhiều quá không phải là phóng dật, tưởng nhiều quá là u mê. Là vừa u và vừa mê. Là vô minh ái dục. Tưởng nhiều quá là vô minh ái dục. Vô minh là ngu, ái dục là ham thích, mê thích, đánh chuyện. Tưởng nhiều quá là vô minh ái dục. Ví dụ mình chuẩn bị ngày mai mình đi chơi. Rồi, ví dụ là có những bệnh chế đó. Cái giờ đó là mình nằm tưởng. Ồ, ngày mai sẽ về vậy, nó có được không? Có đâu có, đi đâu biết. Chưa tới sao biết, ngồi tưởng thôi mà. Ngồi tưởng là sao có tự vui. Chúng mình đánh dục chưa? Nó khùng điên lắm. Không, cái lúc đó không phải là cái con đường bậc thánh. Người ta đi đường bậc thánh đi bằng con đường thanh tí. À, ngày mơ có cái chuẩn bị cái chuyện như vậy. Nay ta phải chuẩn bị làm cái gì? Ta phải chuẩn bị cái mang theo cái gì? Trang cho mang trên vai như thế nào? Các kiểu cái đó là con đường bậc thánh, nó thiết thực cụ thể gì đó. Rồi nó có giá trị hiện tiền. Chứ phải ngồi đó quan tưởng, mơ tưởng, suy tưởng. Hiểu không? Nó thế nha. Cho nên nó đi bằng con đường của tưởng á. Rất dễ rớt vô mình ái dục. Vô mình ái dục vậy đó. Rồi thích đi chỗ này chỗ kia. Thích đi chỗ này chỗ kia, đi tìm lạc thú chỗ này chỗ kia đó, do đâu? Vô mình ái dục. Cũng là tưởng, tưởng mạnh quá. Tưởng nó mạnh quá. Mà tưởng nó mạnh, nó tưởng toàn là tưởng vô mình ái dục không hả? Tưởng vô mình ái dục cho nên khoái. Thôi đi chỗ này chỗ kia, tìm lạc thú chỗ này chỗ kia. Tại vì mình cho rằng chỗ này chỗ kia nó có lạc thú mình mới đi tìm. Mà mình cho rằng ở chỗ đó nó có lạc thú là mình cho bằng tưởng chứ có đi đó đâu biết. Nó đâu có đi đâu biết. Nên là lo do mình tưởng mà mình tưởng cái điều đó. Rồi mình tưởng điều đó mình ham thích đi tìm lạc thú chỗ này chỗ kia. Chứ mà mình có sự quan sát và suy nghĩ sâu xa trong đời đó. Xin thưa chỗ nào cũng khổ ấy. Chỗ nào cũng khổ. Chỗ nào người ta cũng có sự phiền não, u mê, ám chiếu. Đi đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng điên. Chính vì vậy đó, cho nên là phải có sự học,
để hiểu biết sâu xa những gì biết được. Ok ha, cái phần được mà có tử mình vừa mới biểu hiện ra khẩu thân, còn cái con đường có tử có biểu hiện khác chứ, cũng là biểu hiện khẩu thân, nhưng biểu hiện khẩu thân như thế. Ví dụ như cái người bình thường chửi nó chửi lại còn nó đánh vào mặt mình, rồi còn đến với bậc thánh chửi bậc thánh ra chửi ta chỉ mỉm cười, nhưng mà không phải tự hiểu nha. Thánh ghê. Điều bằng thánh từ nhầm tưởng với tầm tới chở cho em đi nó cũng thường tầm tới nó khác nữa nha con, tầm tới nó khác tới ngày được trời vô giấc dạy thì dùng tầm tới nó khác nữa. Đó là chưa thường nằm trong chưa thường nó cái biết thôi là nó ra thánh, nó biểu hiện cái này thôi là cái biết thôi là nó thánh này, là nó biểu hiện nó phẩu thân. Ủa thánh phải cần nói đây, tôi thánh là thánh là thánh này, biểu mới thánh hả? Không phải nói mình là thánh mà mình biểu hiện nha, mình vậy là anh nói ra tại vì mình mới thánh hả? Thì cái là thánh chứ vậy là biểu hiện một cái người tốt là phải giờ nói ra mới là tốt nha, rồi mới giờ làm rồi mới là tốt, biểu hiện mới biểu nó mới là tốt trước rồi mới biểu hiện ra được chứ. Thôi bị dán lên đi cho nó khỏe. Cái xong tôi là thánh nha. I am thánh. Hiểu. Của thầy cái điều nãy thầy nói là nghe là cho người ta, nhưng mình nghe điều tốt thì nó cũng cho mình. Cho mình hiểu được điều đó. Cho ta chuyện như này mình cũng được lợi hiểu hả, nhưng mà phần lớn cái đó là cho người ta hết rồi, phần lớn thì người ta hết rồi. Cái mình nghe cái điều tốt chỉ khi nào cho mình, giờ mình chỉ làm điều tốt cho mình, còn mình nghe gọi qua mắt, nghe gọi nó qua mắt chỉ cho quý vị nghe bao nhiêu điều tốt cũng có dính lên cái nhà đó, mình nghe đó cho tôi vui, phải tôi buồn cũng nhiều chứ, tại vì tôi nói là cái không nghe đó là tôi buồn, tôi giờ tôi chết rồi sao, rất là nghe để cho tôi vậy đó, không nghe cái gì đó. Nghe chú vừa mới suy ngẫm, nghe ta nghe cái gì đó nó như thế nào, nghe một cái sự suy ngẫm đó, đó, cái điều mà tôi nói đã trở thành của quý vị, chứ không phải suy ngẫm. Hiểu không? Để mình nhớ suy ngẫm là suy động tắt sâu xa. Rồi, thôi. Nghĩ lố à, cái gì an vui mà trước tuần không, bữa nay dẹp văn chương này con. Nghĩ này nghe nghĩ nó ra liền ảnh vui đó không để gì đây cho mình thấy nghe cái tắt liền kiểu như vậy đó, trời đất ơi, rồi hôm nay mới vô đi.